Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình truyền hình An ninh Hà Giang. Trong chương trình hôm nay có phóng sự Lực lượng công an tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Mở đầu là trang tin phản ánh về công tác điều lệnh công an nhân dân. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức hội thi điều lệnh quân sự võ thuật trong lực lượng công an nhân dân lần thứ tư, Công an tỉnh Hà Giang đã thành lập đội tuyển tập luyện dưới sự lãnh chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh. Hội thi điều lệnh Công an nhân dân lần thứ tư được dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9 tại tỉnh Điện Biên. Đây là dịp để biểu dương lực lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Đồng thời, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy hiện đại. Tham gia hội thi, các đội tuyển sẽ phải thực hiện các nội dung: phần điều lệnh công an nhân dân gồm lý thuyết và thực hành, phần võ thuật gồm 3 nội dung: kỹ thuật, chiến thuật và các bài võ tổng hợp, và phần quân sự gồm tháo lắp súng và bắn đạn thật tính điểm. Qua kiểm tra một số nội dung, lãnh đạo công an tỉnh đã biểu dương những cố gắng nỗ lực của cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn, thời tiết miệt mài tập luyện, đồng thời cũng bổ sung chấn chỉnh một số nội dung về thao tác kỹ thuật, tập luyện nghiêm túc hơn để đạt kết quả cao trong hội thi. Thực hiện chỉ thị của Bộ Công an về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong Công an nhân dân, Công an thành phố Hà Giang luôn nêu cao ý thức phục vụ nhân dân. Để tạo thuận lợi cho công dân khi đến liên hệ công tác, cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao khẩu hiệu vì nhân dân phục vụ. Đây là mục tiêu, phương châm hành động của mỗi đảng viên, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố. Trong đó đặc biệt chú trọng vào những bộ phận phải thường xuyên giải quyết những công việc liên quan trực tiếp với nhân dân. Trên cơ sở nhiệm vụ chức năng của từng đội nghiệp vụ, các bộ phận đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực, nhằm giảm thủ tục, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân và các tổ chức đến liên hệ công tác, giải quyết công việc, tạo sự gắn bó gần gũi mật thiết với nhân dân. Để nâng cao uy tín của lực lượng trong lòng nhân dân, mỗi cán bộ chiến sĩ trong lĩnh vực này là một nhân tố trong thực hiện văn hóa giao tiếp ứng xử. Mọi thủ tục công tác đều được triển khai thực hiện tối đa hiệu quả, rút ngắn thời gian, không gây phiền hà sách nhiễu nhân dân, niêm yết công khai các thủ tục hành chính, lệ phí, phòng làm việc và nơi tiếp dân, nhiệt tình hướng dẫn nhân dân khi đến liên hệ công tác. Vừa qua, tại sân cỏ nhân tạo cao nguyên đá thành phố Hà Giang, Câu lạc bộ bóng đá 19 tháng 8 thuộc Công an tỉnh đã có buổi giao hữu bóng đá với đội bóng Văn Nghệ Sĩ Hà Nội. Buổi giao hữu nhằm phát huy tinh thần thể dục thể thao, nâng cao thể lực, sức chiến đấu cho tuổi trẻ đoàn viên thanh niên, tăng thêm sự giao lưu hiểu biết lẫn nhau trong công tác đoàn, phong trào thanh niên của mỗi lĩnh vực công tác. Nhất là tuổi trẻ văn nghệ sĩ khi có dịp lên biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân các dân tộc và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang đang công tác chiến đấu ở nơi biên cương địa đầu Tổ quốc. Kính thưa quý vị và các đồng chí, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, khai giảng năm học mới 2014-2015 và Tết Trung thu, Công an tỉnh Hà Giang đã mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với tháng an toàn giao thông năm 2014. Như đã thành thông lệ, tháng 9 hàng năm là tháng an toàn giao thông. Năm nay, kế hoạch phát động tháng an toàn giao thông được triển khai sớm hơn, gắn với đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ kỷ niệm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tết Trung thu và khai giảng năm học mới 2014-2015. Với chức năng nhiệm vụ được giao, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, có sự phối hợp của các đơn vị trong và ngoài lực lượng. Mục tiêu đặt ra là huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện có, triển khai quyết liệt các biện pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhằm góp phần kiềm chế, làm giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra ùn tắc giao thông, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông. Thực hiện tháng an toàn giao thông của năm 2014
thì lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đã chỉ đạo lực lượng tuần tra kiểm soát đảm bảo quân số thường trực và làm việc 100%, tập trung lực lượng và triển khai các cái chuyên đề liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho thứ nhất là cái 4 ngày nghỉ lễ của tháng an toàn, thứ hai là đảm bảo trật tự an toàn cho ngày khai giảng năm học mới, thứ ba là phối hợp với công an thành phố đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho cái lễ hội đường phố do ủy ban dân thành phố tổ chức, và cái thứ năm là đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho cái cuộc diễn tập phòng chống cấp tỉnh. Quá trình tổ chức thực hiện tháng giao thông ấy thì ngoài việc triển khai các chuyên đề thì chúng tôi đã tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự trên các tuyến, tập trung xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến giao thông. Cái thứ hai là cũng căn cứ vào cái mật độ giao thông trong các cái kỳ nghỉ lễ và cái tháng an toàn thì theo quy luật thì có cái sự gia tăng đột biến về cái mật độ phương tiện có dẫn đến tình hình phức tạp. Cái thứ hai là cũng xác định tháng an toàn giao thông là cái tháng mà cao điểm để thực hiện cái các cái biện pháp nghiệp vụ và huy động toàn bộ lực lượng để đảm bảo trật tự giao thông để thực hiện cái mục tiêu là kiềm chế tai nạn và giảm thiểu về vấn đề thiệt hại về người tài sản do tai nạn giao thông gây ra. Về kết quả về tháng thực hiện tháng giao thông ấy, thì đến thời điểm này thì có thể khẳng định là thứ nhất là cái kế hoạch đảm bảo cho cái kỳ nghỉ lễ 4 ngày lễ thì đã đảm bảo tuyệt đối. Thứ hai là các cái sự kiện mà chính trị do tỉnh và do thành phố tổ chức thì cũng đã đảm bảo an toàn tuyệt đối theo đúng cái dự kiến và cũng đã tạo được thuận lợi cho người dân đi lại thuận lợi trong cái kỳ nghỉ lễ cũng như là cái ngày đưa học sinh đến trường. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các thôn, bản, khu dân cư và đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số nhằm hạn chế tai nạn mô tô, xe máy ở khu vực nông thôn. Tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện và kiểm tra, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng theo quy định của pháp luật. Tổ chức phát tờ rơi, khuyến cáo về các nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông cho người tham gia giao thông và cách phòng tránh tai nạn giao thông. Huy động các lực lượng, sử dụng tối đa phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, địa bàn giao thông trọng điểm để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, tránh vượt sai quy định, đi không đúng phần đường, chở quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, vi phạm về thời gian lái xe, đón trả khách không đúng nơi quy định. Người ngồi trên xe mô tô, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định, vượt đèn đỏ, học sinh không đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe máy, không nhường đường hoặc gây cản trở cho các loại xe ưu tiên, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ thông qua các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Tiếp tục khảo sát phát hiện các bất hợp lý về tổ chức giao thông, các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ùn tắc giao thông do sạt lở đất đá để triển khai phương án phân luồng, giải tỏa, đồng thời đề xuất kiến nghị với các ngành chức năng khắc phục, sửa chữa kịp thời. Về trật tự an toàn giao thông đô thị, tập trung xử lý nghiêm các hành vi gây mất trật tự giao thông, trật tự công cộng như phương tiện đỗ, dừng sai quy định, vượt đèn đỏ, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, xe taxi không giấy phép hoạt động chở khách. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự công cộng tại các bến xe khách, khu vực cổng trường học. Kiểm tra hoạt động vận tải hành khách trước khi xuất bến. Kiên quyết đình chỉ hoạt động của các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chở quá số người quy định. Về trật tự an toàn giao thông nông thôn, lực lượng cảnh sát giao thông cấp huyện, thành phố hỗ trợ công an xã, thị trấn tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển mô tô, xe máy không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, uống rượu, bia, điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch liên Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải về phối hợp xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, phối hợp với ngành giao thông tổ chức kiểm tra tải trọng xe đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên liên tục, khép kín 24/24 giờ. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát và các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với các hành vi tụ tập đông người trái phép, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, hàng cấm, hàng lậu và các tình huống phức tạp về trật tự an toàn xã hội.
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi chống người thi hành công vụ trên tuyến giao thông. Đối với đường thủy nội địa, tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện chở khách ngang sông, nhất là hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, chở quá số người quy định, vi phạm quy định về trang bị, sử dụng phao cứu sinh, dụng cụ nổi cá nhân, thuyền viên, người lái phương tiện thủy không có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt là các cháu học sinh trong dịp khai giảng năm học mới. Từ ngày 16 tháng 8 năm 2014 đến nay, thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ kỷ niệm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tết Trung thu và khai giảng năm học mới 2014-2015. Tình hình trật tự an toàn giao thông có những chuyển biến tích cực, nhiều trường hợp vi phạm được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và những hậu quả đáng tiếc do tai nạn giao thông gây ra. Những nỗ lực cố gắng của lực lượng công an trong thực hiện cao điểm đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn trong dịp nghỉ lễ và các hoạt động kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 và Trung thu năm 2014. Mong sao mỗi người dân hãy cùng các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện hiệu quả để tháng an toàn giao thông thật ý nghĩa, góp phần đem lại bình yên, hạnh phúc cho mọi người. Trước hết cho chính bản thân những người tham gia giao thông. Tiếp theo là mục truy nã tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Xuyên truy nã đối tượng Nguyễn Văn Tuất, sinh năm 1990, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Can tội, cố ý gây thương tích. Thân nhân đối tượng, họ tên bố Nguyễn Văn Ngụ, họ tên mẹ Nguyễn Thị Toán. Quyết định truy nã số 02 ngày 21 tháng 8 năm 2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Xuyên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Xuyên truy nã đối tượng Nguyễn Văn Tự, sinh năm 1990, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Can tội, cố ý gây thương tích. Thân nhân đối tượng, họ tên mẹ Nguyễn Thị Sinh. Quyết định truy nã số 03 ngày 21 tháng 8 năm 2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Xuyên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xín Mần truy nã đối tượng Bàn Văn Đấu, sinh năm 1984, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, xã Hương Sơn, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, can tội đánh bạc. Thân nhân đối tượng, họ tên bố Bàn Đức Tho, họ tên mẹ Đặng Thị Ân. Quyết định truy nã số 03 ngày 18 tháng 4 năm 2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xín Mần. Mọi công dân khi phát hiện những đối tượng trên hoặc biết những thông tin có liên quan đến đối tượng, báo ngay cho Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh, số điện thoại 02193-869-109, di động 0975-226677 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất biết để xử lý. Chúng tôi đảm bảo giữ bí mật cho người đã cung cấp tin và có phần thưởng với những người cung cấp tin có giá trị để bắt giữ đối tượng. Những ai bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thân nhân gia đình các đối tượng trên có trách nhiệm giải thích cho người bị truy nã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chương trình truyền hình An ninh Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.